Thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ Hà Nội vừa nhận một tin sét đánh khi hậu vệ Đoàn Văn Hậu bị chấn thương. Trở về từ Hà Lan, hậu vệ Đoàn Văn Hậu háo hức ra sân trong màu áo câu lạc bộ Hà Nội. Thế nhưng, đội bóng thủ đô vừa đón nhận tin cực buồn từ hậu vệ gốc Thái Bình. Sau khi chia tay SC Heerenveen, Hậu đã trở lại Việt Nam vào hồi tháng 8 vừa qua. Anh được chờ đợi sẽ là sự bổ sung cần thiết cho hàng thủ của câu lạc bộ Hà Nội. Trở lại tập luyện cùng với đội bóng thủ đô, Đoàn Văn Hậu không may gặp chấn thương ở buổi tập mới đây. Theo tiết lộ mới đây của đội bóng thủ đô, Văn Hậu bị phù dây chằng chéo trước, dây chằng chéo sau, dập sừng sau sụn chêm trong, sừng trước sụn chêm ngoài độ 1 ở đầu gối phải. Với chấn thương này, hậu vệ sinh năm 1999 dự đoán sẽ phải nghỉ thi đấu mất ít nhất khoảng 6 tuần. Điều này đồng nghĩa với việc Văn Hậu sẽ vắng mặt ở các trận đấu cúp quốc gia của Hà Nội FC. Trước mắt là trận đấu giữa Hà Nội FC với Cần Thơ tại tứ kết cúp quốc gia vào ngày 11 tháng 9. Nếu tiếp tục đi sâu hơn nữa vào các vòng đấu sau thì Hà Nội FC cũng không có sự phục vụ của hậu vệ người Thái Bình. Không những vậy, Văn Hậu không còn có khả năng để thi đấu tại các trận đấu của câu lạc bộ Hà Nội ở V-League năm 2020. Đây là tin cực buồn cho câu lạc bộ Hà Nội bởi huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đang kỳ vọng rất nhiều vào sự bổ sung của cậu học trò này. Việc mất đi hậu vệ Đoàn Văn Hậu cũng khiến người hâm mộ đội bóng thủ đô cũng như người hâm mộ bóng đá Việt Nam không được xem cầu thủ con cưng của mình thi đấu sau gần một năm ăn tập tại Hà Lan. Thực sự, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang rất kỳ vọng được chứng kiến màn trình diễn của Đoàn Văn Hậu trước các đối thủ tại các sân chơi trong nước. Bên cạnh thông tin của Đoàn Văn Hậu thì hôm nay, báo chí Việt Nam cũng tiết lộ một thông tin khá vui mừng với các cổ động viên bóng đá Việt Nam. Qua đó được biết, thông tin từ Cộng hòa Séc truyền về, bố của thủ môn Philip Nguyễn đã tiết lộ như sau. Đáng lẽ ra, Philip Nguyễn sẽ bắt chính trong trận đấu Cộng hòa Séc gặp Scotland. Nhưng người đại diện của Philip Nguyễn đã có cuộc trao đổi với Liên đoàn bóng đá Cộng hòa Séc để họ tạo điều kiện nhằm giúp giữ lại hy vọng sau này được khoác áo đội tuyển Việt Nam. Về phía Liên đoàn bóng đá Séc cũng đã sẵn sàng hỗ trợ Philip Nguyễn bởi họ biết rằng đây chỉ là đội hình 2 và đợt tập trung này là phát sinh ngoài mong muốn. Chính vì vậy, Philip Nguyễn chỉ có tên trong danh sách đăng ký cầu thủ dự bị ở trận đấu gặp Scotland vừa qua mà thôi. Ông Nguyễn Minh, bố của Philip Nguyễn cũng chia sẻ với báo chí Việt Nam, sắp tới gia đình anh sẽ tiếp tục tìm cách xin quốc tịch Việt Nam cho Philip Nguyễn với hy vọng một ngày nào đó con của ông sẽ được thỏa ước mơ thi đấu cho đội tuyển quê cha. Theo ông Minh, thủ tục nhập tịch của Philip Nguyễn bị tắc lại do dịch Covid khiến anh không thể về nước làm thẻ cư trú. Ông lý giải, nếu về lúc này thì Philip Nguyễn sẽ bị cách ly 14 ngày và khi trở lại Cộng hòa Séc cũng thế. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới công việc của Philip Nguyễn tại câu lạc bộ Slovan Liberec, thậm chí có thể mất suất bắt chính do giải vô địch Cộng hòa Séc mùa mới đang diễn ra. Chúng tôi sẽ nghiên cứu cách xin đặc cách nộp và xin cấp ngay tại Đại sứ quán Việt Nam ở Cộng hòa Séc. Hy vọng rằng với cách làm này, Philip Nguyễn sẽ sớm có quốc tịch Việt Nam.